Hôm nay hai chúng ta uống hơn hai ly. Trước đó chúng ta luôn hợp tác rất vui vẻ, nhưng bởi vì thuốc đặc trị mà sinh ra một vài hiểu nhầm, thậm chí đã làm tổn thương tới tình cảm của đôi bên. Đây thực sự là làm cho địch có lợi, làm cho ta bị thiệt thòi. Ly rượu này tôi kính cục trưởng Kiều, bắt tay giảng hòa, làm bạn một lần nữa. Mời. Một chút hiểu nhầm giết người của tôi ở khu cách ly là ông có phải không? Tuyệt đối không có chuyện như vậy. Cục trưởng Kiều, hôm nay tôi thật lòng vì lợi ích chung của chúng ta mà đến. Nếu như cục trưởng Kiều có thể giúp tôi trừ khử Diệp Tu Thực và Mộc Tinh Trần, thì cả giới kinh doanh thành phố Dân Hải sẽ là thiên hạ của chúng ta. Tới chừng đó chúng ta muốn cái gì thì có cái nấy. Con người tôi thích tiền. Ông định làm sao? Thuộc hạ của tôi đã nghiên cứu chế tạo ra một loại bệnh truyền nhiễm tương tự với độc tính của độc ong. Chỉ cần tung ra thêm thuốc chữa trị nữa, anh và tôi cứ đợi thu tiền, không cần phải làm gì cả. Chuyện tốt như vậy sao có thể gọi tôi được? Một mình ông làm không phải càng tốt hơn à? Ai không biết nhà họ Kiều của anh có thế lực lớn nhất ở thành phố Dân Hải. Tại hạ còn muốn dựa vào sự giúp đỡ của mọi người. Không phải công ty Kagetryu của các ông rất giỏi à? Còn cần tôi giúp cái gì nữa chứ? Anh cũng biết công ty Kagetryu. Trương Hoài Diễn, Ngô Cách Trạch, Sử Tâm Văn, Đỗ Thường Vinh, những người này ông đều biết đúng chứ? Những người này đều là những người của công ty Kagetryu, nhưng mà bây giờ bọn họ đã ở trong tù. Ông cũng phải cẩn thận. Nói không chừng người tiếp theo sẽ chính là ông. Tôi không biết anh đang nói cái gì. Cục trưởng Kiều, những người mà nói tôi cũng không biết. Những người này đã khai ông ra. Chỉ cần ông thành thật khai báo chuyện công ty Kagetryu, tôi còn có thể tha mạng cho ông. Kiều Chấn, bên ngoài có thích khách. Là ai? Người làm lộ công ty Kagetryu đều phải chết. Ngài Fushiwara, ngài Fushiwara, ngài Fushiwara, ngài Fushiwara, thích khách đến từ đâu? Chắc chắn là có thích khách. Nếu không thì ngài ấy sao có thể đột nhiên mà chết? Phim được thuyết minh bởi Hoa Thành Phim Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Được đấy, Kiều Chấn Thiên. Đến cả thi thể người Nhật Bản anh cũng làm được rồi. Giỏi đấy. Mùi gì vậy? Mùi giống như amidalin. Amidalin. Tôi biết có một loại hóa học chính là mùi amidalin. Nghe nói chỉ cần dính một chút thôi là có thể giết người. Rất nhiều quý tộc của Naga đã dùng chất độc này làm thứ ám sát. Anh xem, trên người anh ta chỉ có vết thương ở đây. Có thể suy đoán anh ta bị một cây kim có độc cyanua giết chết. Người duy nhất có thể có cơ hội chính là Tống Tử Thanh. Lại dám giết người trước mặt tôi à? Tôi đi bắt cô ấy. Đừng vội, cô ta chỉ là một người làm theo mệnh lệnh. Chúng ta nên thả dây dài, câu cá lớn, như vậy mới có thể bắt được kẻ đứng phía sau. Lỡ cô ta đi hại người nữa thì phải làm sao? Hơn nữa sao anh biết phía sau cô ta còn có người? Anh yên tâm đi, Fushiwara đã chết rồi, sĩ khí của người Nhật Bản cũng giảm đi. Mặc dù trước kia Tống Tử Thanh làm gì cho người Nhật Bản, nhưng mà chắc chắn cô ta không có thực quyền gì.
Cho nên tôi có thể kết luận nhất định có một nhân vật lớn đứng phía sau cô ấy. Đúng, tôi không nên đi bắt Tống Tử Thanh. Nhưng mà anh phải hứa với tôi một chuyện. Anh nói đi. Anh hứa trước đi. Được, miễn là tôi có thể làm được, tôi sẽ đồng ý. Được. Trước khi giải quyết những người Nhật Bản này, anh không được làm bất kỳ chuyện gì có lỗi với tôi. Tôi muốn cạnh tranh công bằng với anh trong tình yêu. Kiều Chấn Thiên, trong tình huống như vậy, anh còn có thể nói ra những lời như vậy. Tôi cảm thấy bái phục anh sát đức. Mộc Tinh Trần, anh đang làm gì vậy? Anh có biết em tìm anh rất lâu rồi không? Anh chạy đi đâu chứ? Anh đuổi theo tên sát nhân, nhưng mà để cho hắn chạy mất. Anh biết anh làm như vậy có bao nhiêu nguy hiểm không? Lỡ như xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Anh thì có chuyện gì được? Không phải bây giờ vẫn rất tốt à? Là nhà của anh đã có chuyện rồi, anh mau về đi. Cũng không biết Mỹ Kiều làm sao rồi, tự nhiên lại bị bệnh. Anh mau đi xem cô ấy, đã hôn mê rất lâu. Được lắm, tên Mộc Tinh Trần lại hết lần này tới lần khác không quan tâm tới em. Rốt cuộc em có phải là tiểu tinh linh của anh không? Xin lỗi, Mỹ Kiều, là anh không tốt. Đã xảy ra chuyện gì? Bỏ đi, đại nhân em đây không chấp tiểu nhân. Nói cho anh biết, thần Mộc tộc đã xảy ra chuyện. Chỗ nào cũng xuất hiện đầy ông độc. Bách Mộc héo rũ, thần Mộc cũng không thể tỏa sáng. Anh mau về xem thử đi. Nghiêm trọng như vậy à? Dân thường, trước đây anh đã biết thần Mộc ngày một khô cằn đi, nhưng mà vẫn luôn xem như gió thoảng bên tai. Bây giờ anh phải nhanh chóng quay về. Em đi chung với anh, quá nguy hiểm. Vậy em càng phải đi chung với anh. Đi. Bác sĩ Sở, hôm nay lão gia nhận được một lá thư, sau khi xem xong liền rời khỏi thành phố. Dân thường, vì lý do an toàn, chúng ta đi cửa sau đi. Đứng lại. Giang Hiên, sao anh lại tới? Mộc Tinh Trần, rốt cuộc anh là ai? Ý anh là sao chứ? Lần trước, anh đến nhà thăm cha tôi. Tôi đã nhìn thấy tất cả mọi chuyện. Có phải anh gọi cha tôi là chú không? Tôi đã tra ra, cha tôi đã che giấu rất nhiều chuyện. Tôi phát hiện ông ấy còn có một thân phận khác. Mộc Tinh Trần, rốt cuộc các người là ai? Giang Hiên, hôm nay tôi có chút chuyện. Đợi lần sau có cơ hội, tôi sẽ giải thích rõ ràng cho anh biết. Đi thôi Dân Thường, chờ một chút. Mộc Tinh Trần, hôm nay anh phải nói rõ cho tôi biết. Nếu không, tôi sẽ không khách sáo. Giang Hiên, cậu bình tĩnh một chút.
Nếu thật sự cậu muốn biết thân phận khác của cha cậu là gì, cậu có thể tự mình hỏi ông ấy. Sao ông ấy có thể nói cho tôi biết chứ? Mộc Tinh Trần, hôm nay tôi phải biết đáp án. Tinh Trần, chúng ta mau đi thôi, nếu không sẽ muộn mất. Chờ một chút, anh ta có huyết thống thần mộc tộc nên có quyền được biết thần mộc tộc. Hơn nữa anh ta có thể giúp chúng ta ngăn cản Mộc Nam Nhạc. Nhưng mà Giang Hiên, anh phải hứa lúc đến núi anh phải để cho tôi bịt mắt của anh. Dân thường, thần mộc tộc mà hai người nói tới thần kỳ như vậy à? Đi rồi cậu sẽ biết. Cẩn thận. Mở mắt ra. Tinh Trần, đây là thần mộc tộc mà anh nói à? Đúng. Đến đây. Bên này, bên này. Đến đây. Cẩn thận một chút. Thiếu chủ, cậu quay về rồi. Có phải bọn họ bị nhiễm độc không? Có thuốc giải không? Thiếu chủ. Đây. Đây, cầm lấy. Cầm lấy, mở miệng. Nào. Cha, con trai bất hiếu tới chậm một bước để mọi người gặp khó khăn. Con sẵn sàng nhận phạt. Ta nghe nói con mang thuốc giải nọc độc về, cứu được không ít người, cũng coi như lấy công chuộc tội. Cha, thị trưởng Thượng Quan Khanh của Dân Hải dẫn đầu một lượng lớn nhân mã chuẩn bị đến thần mộc tộc cướp thánh quả. Chúng ta nên làm tốt công tác phòng bị. Thượng Quan Khanh lại, chính là chú của con, Mộc Nam Nhạc. Anh ta chính là con trai của Mộc Nam Nhạc, Thượng Quan Dân Hiên. Tộc trưởng, người này là con trai của Mộc Nam Nhạc nên bị xử lý theo tộc quy. Cha, không có tội. Nếu ta giết nó rồi, e là em trai Mộc Nam Nhạc của ta càng hiểu nhầm ta nhiều hơn. Được rồi, ta sẽ miễn tội cho nó. Đợi sau khi mọi chuyện kết thúc, cả hai người họ phải lập tức rời khỏi. Nguyệt Khôn, ngươi dẫn người bảo vệ thần phủ, nói không thì chuẩn bị ứng chiến. Dạ.
Trần. Thạch Hổ, ai cho anh can đảm lớn như vậy? Anh nói xem, có phải Mộc Tinh Trần bảo anh làm vậy không? Không liên quan tới Quỳnh ấy, đều là lỗi của anh. Bây giờ tôi đi nói cho cha biết, tôi muốn giết anh. Nguyệt Ảnh, anh cam tâm tình nguyện chết trong tay của em. Vì cứu thần thụ nên Tinh Trần mới rời đi. Xin em hãy giữ bí mật. Anh còn chưa biết à? Mộc Tinh Trần đã quay trở về, còn mang theo một cô gái. Quá ra anh ấy không hề muốn cưới tôi. Là anh, là anh và anh ấy. Các người hợp sức sỉ nhục tôi. Các người lừa tôi. Đồ xấu xa. Không phải như vậy. Nguyệt Ảnh à, em nghe nói. Nguyệt Ảnh à, em bình tĩnh một chút. Nghe nói đi. Anh thật sự rất thích em. Tôi không muốn nghe. Anh bỏ ra. Nguyệt Ảnh.